mới, nhưng kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan cho thấy hàng hóa thực nhập lại là 280 máy tính xách tay đã qua sử dụng cùng với nhiều thiết bị khác. Hải quan Hải Phòng xác định vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nên đã tạm giữ toàn bộ tang vật phục vụ điều tra. Tiếp tục là một diễn biến mới đáng chú ý trên thị trường TV. Không hẹn mà gặp, cuối tháng 4 này, hai hãng điện tử Sony và LG đã cùng đồng loạt trình làng những mẫu TV mới nhất của mình tại thị trường Việt Nam.